Chào mừng chúng ta đã chờ đợi với chương trình review của máy. Và tôi là Pakistan đến từ sacafe.net. Rồi lúc đầu tôi đã nói giới thiệu đến các bạn đến đó về con X10. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo về một con máy nữa, cũng trong thuộc gia đình Xperia của Sony Ericsson, đó là X10 Mini. Về ngoại hình, có thể là vài người đã biết nhưng đa số thì người ta không biết rằng nó là gì. Bản chất bản thân tôi còn rất là bất ngờ khi mà tôi gặp cái máy này vào những vào tháng 5, tháng 6 khi Sony cho trình ra và giới thiệu mặt hàng này. Thì tôi không ngờ rằng nó lại nhỏ đến mức như vậy. Nếu so với điện thoại tôi đang sử dụng hay thì nó rất là nhỏ. Nhỏ rất nhiều. Về thiết kế thì rất hao hao giống với là X10 lớn. Rất giống nhau từ kiểu dáng, nhưng nó được cách điệu lại toàn bộ. Và có thể nói rằng nó khá dày. Có thể dày hơn nhiều lắm. Và đặc biệt rằng pin của máy là giữ luôn bên trong chứ không thể nào tháo ra được. Đây ta chỉ thấy có khe SIM và theo thể nhớ khi sử dụng. Đây là cụm camera, đèn LED và loa. Đặc biệt một điều rằng X10 loa rất lớn, có thể nói là gần ngang ngửa W995, nhưng chất lượng loa vẫn không có tệ tí nào. Nút volume và zoom hình. Còn đây là ấn chụp hình. Đây nút nguồn lẫn nút khóa máy. Bật lên giao diện, ta thấy rất giống với lại X10 lớn. Đây giao diện, bốn góc là bốn shortcut để chúng ta vào nhanh. Thì ở đây tôi cũng đã cài từ quyết gạch lên 5 quyết gạch giống như của X10 lớn. Và bây giờ ta vào cơ thông tin sơ về máy. Giao diện đúng theo ý nghĩa đen của chữ tí hon. X10 nhỏ này hoàn toàn giống nhau về giao diện của máy X10 lớn. Và model tên máy thật là E10, sử dụng Android 2.1. Máy đang sử dụng SIM của Vinaphone. Ở đây chúng ta thấy ứng dụng cũng cài rất giống nhau. Và có cả timescale. Nhưng hiện giờ timescale tôi chưa sử dụng đi đến nhiều lắm. Nhưng hình ảnh vẫn giống nhau với lại X10 lớn. Về album hình ảnh, album ảnh dễ nhìn hơn. Và rất mượt. Tôi cảm thấy rằng X10 này sử dụng rất mượt khi vuốt hình ảnh. Có thể nói nó hơn X10 bình thường ở chỗ này. Đây một số tấm hình mà hôm qua tôi đã đi chụp hình sơ qua. Ngoài ra X10 Mini cũng được sở hữu giống như X10 lớn, đó chính là chế độ quay phim tự động lấy nét hoặc chụp hình tự động lấy nét gần hoặc xa. Và trình nghe nhạc của máy cũng rất là đơn giản. Đây là các bản nhạc, list nhạc và tên người dựa ca sĩ. Nhưng ngoài ra khi các bạn nên sử dụng chương trình Power AMP này, sử dụng rất dễ hơn, dễ xài và dễ hiểu hơn. Cũng và kết hơn hết đó chính là chỉnh chế độ Equalize. Về chế độ nghe nhạc, máy cũng chả thua kém gì các dòng nghe nhạc Walkman của Sony hoặc các dòng nghe nhạc Express Music của Nokia. Và cũng nghe nhạc như nói là cái thứ người rất là lớn. Bạn có thể vuốt với bà sử dụng bằng ngón tay. Bây giờ ta sẽ đến với trình video của máy.
ở đây tôi có chép vào một giống, cũng giống như lại video hồi nãy mà tôi đã làm, rất giống với video hồi nãy tôi đã làm ở trên X10, nhưng đây là độ giải cao nha, tối đa của máy chỉ nhận là 640 và trên 480. Có thể là hơi nhỏ bởi vì máy chỉ có độ phân giải màn hình là 240 và 320, hiển thị vẫn 16 triệu màu như thường. Nói chung thì nếu X10 nghiêng về nhanh nhanh hơn thì X10 mini lại nghiêng về dòng giới trẻ nhiều hơn và gọi là hàng độc nếu mà các bạn nào muốn mua. Và bây giờ chúng ta sẽ thử tính năng chụp hình của máy. Vì X10 mini, vì bàn tay tôi hơi lớn cho nên khi mà chụp hình cũng hơi khó khăn ban đầu. Nhưng tôi rất kết ở X10 đó là khả năng lấy nét rất lẹ. Đây như các bạn đã thấy. Và chụp hình cũng rất là nhanh. Đây là bật, tôi sẽ bật chế độ đèn pin lên. À không. Đó là điều mà tôi kết nhất đó ở chỗ X10 mini này. Ngoài ra, máy quay với chế độ VGA 30 khung hình giây nhưng được cái cục lấy nét rất nhanh. Bây giờ tôi sẽ bật đèn để các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đây. Thấy chữ Xperia đã thấy rõ rất rõ và máy cũng rất dè mà thấy rất rõ. Nhưng khi bật ra ngoài thì vẫn thấy rõ ở đây. Đến lại gần, tôi thấy máy rất rõ, bàn tay tôi hiện nhìn thấy cũng rất rõ, đúng không? Khi đi xa vẫn thấy rõ bên ngoài. Vậy chứ. Và về phone book sử dụng số thứ tự, call log và bàn phím. Đây là danh sách cuộc gọi. Còn về danh bạ, danh bạ máy giờ đơn giản hơn, đơn giản hơn của X10. Ngoài ra chúng ta có thể cũng có chức năng như X10 là chỉnh vào chế độ lưu sao lưu danh bạ vào SIM hoặc là từ SIM vào máy, hoặc là xem danh bạ qua sử dụng bằng Bluetooth qua máy này, hoặc đăng ký tài khoản với account trên Gmail và kết nối lại Facebook hoàn toàn. Nó sơ qua và kết luận chung lại một điều rằng X10 mini thì đúng như câu nói là nhỏ mà có vỏ. Máy tuy đơn giản nhưng thật sự thì không đơn giản tí nào. Ưu điểm là tôi thấy rằng chụp hình tốt, chụp hình ban đêm vẫn ban ngày vẫn tốt. Trong một con máy sử dụng cảm ứng, không phải gọi là doanh nhân bởi vì nó có thiết kế rất là nghiêng về tuổi trẻ hơn. Khuyết điểm của máy mà tôi thấy đó chính là về cũng chụp hình hay dễ ao nét. Màn hình thì quá nhỏ, có thể có vài người chơi. Chỉ vậy thôi. Nên nếu ai đam mê mà sử dụng con máy thì cũng không có ngại gì. Đấy là rất hoàn chỉnh. Xin hết tại đây.